Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay điện thoại của em là về rất là nhiều cho tất cả các bác lựa chọn, có giá từ 1 triệu đến 5 triệu. Tất cả các các sản phẩm bên em cam kết là hàng chính hãng, bảo hành 30 ngày 1 đổi một bảo hành phần cứng toàn bộ máy cho tất cả các bác là 6 tháng. Bên em ship toàn quốc, kiểm hàng rồi thanh toán. Các bạn kiểm hàng rồi thanh toán, các bạn không cần cọc một đồng và một xu nào. Kiểm tra đúng cái sản phẩm mà các bạn đặt thì các bạn nhận, còn không đúng thì đừng có nhận để tránh cái trường hợp là chúng ta mất tiền cọc mà không nhận được đúng cái sản phẩm. Kể cả có thể là đúng sản phẩm nhưng có thể là bị bị tráo đổi này do nhân viên giao hàng bị à, làm vỡ này hay là do bên tôi đóng hàng nhầm này cái vấn đề nó cũng có xảy ra đấy nhưng mà nó cũng ít khi thôi tốt nhất đảm bảo đồng tiền cho chúng ta cứ kiểm hàng rồi thanh toán em bán rất là nhiều máy chứ không phải là bán một hay là hai con hoặc là ba con hay là bốn con cho nó đăng lên bán giá rẻ rồi lại bắt các bạn đặt cọc rồi bùng cọc hay là gửi những cái sản phẩm không đúng à, bên em làm như vậy có đúng hay không thì các bác khác tự bình luận còn tất nhiên thị trường thì một mình tôi nói cho tất cả mọi người tin tôi thì chắc chắn là không có đúng không nếu mà bên em không uy tín, không chất lượng thì chắc chắn không dám bỏ hàng. Bỏ ra bỏ ra hàng mấy trăm triệu, hàng tỷ bạc để mua những cái sản phẩm và những cái máy để vào đây. Và các bạn không uy tín thì không bao giờ có đến cái kênh của tôi phát triển mạnh đến mức độ là hàng mấy nghìn người để mấy chục nghìn người để đăng ký kênh và hàng triệu người để xem video của tôi, đúng không ạ? Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác. Ở đây không mua sắm thì đi mua sắm ở đâu? Ở cái điểm nào mới là những cái nơi mà chúng ta uy tín nhất? Đấy, còn tuy nhiên thì một mình để nói cho tất cả mọi người hiểu thì chắc chắn là khó Xã hội thì cũng có người ghét, người thích Đấy, không thể, uh, chúng ta không thể so bì với ai được Mà để mà nói những cái trường hợp là mất tiền cọc hay là lừa đảo thì xã hội nó có rất nhiều Nhưng mà tôi không nói bất cứ một ai Đấy, ghen ăn tức ở đây bắt đầu là chửi tôi lừa nọ lừa, lừa kia Còn thực tế ra tôi không lừa ai, chỉ sợ các bác lừa tôi bởi vì tôi không thu của các bác một đồng nào nhá Đấy, bây giờ em sẽ có một cái, những cái sản phẩm cho tất cả các bác như thế này về một số cái mẫu mới cho tất cả anh em. Thứ nhất là những cái dòng máy mà nó chống nước 100%. Đây nhá. Một con này và hai con này và ba con này là chống nước tuyệt đối nhá. Anh em được kiểm hàng rồi thanh toán. Anh em vứt xuống nước rồi chúng ta trả tiền. Anh em đừng rời qua màn hình, em sẽ có quay cho tất cả các bác những cái dòng từ 1 triệu đến 5 triệu nhá anh em nhé. Nốt 10T và nốt 10GE nốt 10T và GE này nó là một con thôi, nó là giống y hệt nhau thôi, chẳng qua là nó phân biệt một cái là một sim và hai sim. Đấy, con 1T này. Con màu xanh này ấy, là 10T. Đấy, nốt 10T thì người ta nói là hai à, không phải người ta nói nói à, 10T thì là hai sim nhá. Hai sim thì giá nó cao hơn 400 000 Một sim rẻ hơn có ba chậm, rẻ hơn 400 000 Tất cả các cái máy nó giống y hệt nhau, không có lệnh gì cả. Con này em cũng đã test và em đã vứt xuống nước cho tất cả các bác xem rồi, đúng không? Máy mới 100% nha. RAM 6, RAM 4 và 64GB. RAM 4, 64GB nhá Máy 2 SIM và 1 SIM. 3 triệu 900, pin 5 nghìn. Chống nước, anh em được vứt xuống nước rồi thanh toán. Nếu các bạn không tin, các bạn cứ đăng ký kênh và xem những cái video của tôi đã test cho tất cả các bác chống nước rồi nha các bác nha tất cả các cái cấu hình như nhau thôi đây này 64GB này nốt 10T Đấy. nó giống nhau y hiện đây này nó chỉ khác nhau cái là một sim và hai sim một sim rẻ hơn nhá hai sim đắt hơn nhá máy này máy này là chống nước 100% các bác nhá anh em được kiểm hàng rồi thanh toán hai sim là 3 triệu 9. một sim là 3 triệu 500 A55S Oppo cũng là chống nước anh em được vứt xuống nước được rồi chúng ta nhận hàng rồi kiểm tra rồi thanh toán nha Cam kết là như vậy 3 triệu 950 000 máy cũng là hai sim Chống nước con này cũng giam 464G Màn hình 6.5 A55S nhá Oppo A55S nha Oppo A55S Máy mới nguyên hộp đây này, này Đấy những con này nó còn nguyên siêu nữa ở trong này hết này Con này có điện thoại đấy Trong này nó nó, nó, nó còn đóng chưa bóc luôn nha Đấy nguyên tem siêu này Vẫn còn nguyên này Đấy Tất nhiên là khi gửi cho các bác thì em vẫn phải bóc ra Còn nếu mà các bác bảo không bóc để nguyên thì cũng được Nhưng mà các bác phải biết kích hoạt cơ à Không thì tí nó ra tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Anh Các thứ các bác lại không 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 sử dụng được Và không biết làm thì xong rồi lại lòng hoàng hết cả Và chúng ta không kích hoạt trước Thì khi mà người ta giao hàng người ta không đợi được lâu Đúng không? Con này A55S phiên bản Android 11. RAM 4 này 64GB này Đấy, bán ra tất cả các bác này nếu mà người ta bảo hàng giả hàng nhái anh em kiểm tra này Đào thăng 06 thăng. Đấy, xuất hiện email cho tất cả các bác đào hòa. Đúng không? Ok chưa? A55S à, 3 triệu 950 nghìn. Miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán. Các bạn không cọc nha. Không cần cọc kiểm tra rồi thanh toán nha các bác nha. Em bỏ ra những cái số tiền nó cũng khá là lớn. Để bán toàn quốc rất là nhiều. Nên là có tin hay tôi hay không thì tùy các bạn. Còn tất nhiên mỗi người có một ý khác nhau tất nhiên là một số người thì ghét tôi một số người thì thích tôi đấy có người thích thì chả có tiền mua có người thì chưa hỏng thì cũng không không mua nó là như vậy có những cái sản phẩm này đây là những cái con đây này tên của nó là techno nha 20c spark con này ấy. À, con này còn nó là đây ram bộ nhớ nó ghi sẵn ở đây hết rồi và chúng ta kiểm tra này con này ram 4 cộng 4 cũng nghĩa là ram 8 và 128 gb màn hình 6.6 inch Techno C 20C nhá. Đấy, Techno 20C 3 triệu 700 000 3 triệu 700 000 nha các bác nhá. Pin 5 000 các bác nhá. 3 triệu 700 000 pin 5 000 20C nha các bác nhá. 3 triệu 700 000 pin 5 000 Đấy, màn hình 6,6 inch, RAM 8 và 128 GB. Đấy, Techno 20C. Đấy, máy mới nguyên hộp luôn. Máy mới nguyên hộp và hôm nay có những cái sản phẩm nào mới thì em sẽ quay trước một tí những cái dòng cũ và những cái dòng rẻ tiền hơn thì nói chung là vơ được con nào thì em quay con đấy thôi chứ bây giờ để lần lượt thì không không có lần lượt được máy nó nhiều thế này cơ mà và em cũng chỉ nói nhanh và nói gọn thôi đây này đấy, ngả hết người ra sau rồi mới còn chưa hết được những cái đây là một nửa ô nhà ấy, xếp không phải là như kiểu là như người thế giới di động là bắt đầu là lấy cái vỏ nó ra rồi bắt đầu xếp để bày một hai con đâu ở đây thì bán theo kiểu hệ bán cân rồi anh em ạ nhập rẻ thì bán rẻ thôi còn các bạn bảo là không chính hãng thì các bạn được kiểm hàng rồi thanh toán thì tôi không lừa các bạn. Tôi cũng chẳng ngu gì tôi cứ gửi đi cho các bạn các bạn không lấy đúng không? Oppo A15s nhá, A15s. Con này là màn hình 6.5, RAM 4, RAM 4 và 128 GB. Các bạn phải nghe rõ thông tin và tên máy thì các bác mới đạt được. Nhiều bác bảo bán cho tôi con Oppo nhưng chẳng biết Oppo gì. Đấy. RAM 4 6 à, RAM 4 128 GB màn hình 6 5 a 15 s nhá Oppo nha em bán tất cả mọi người là 2 triệu 300 000 miễn phí ship được kiểm hàng thanh toán con này là pin 5.000 các bác nha Đấy, máy mới nguyên hộp luôn nguyên siêu nguyên hộp luôn Đấy, bán được tất cả các bác 32 triệu đây RAM 4 này 128 gb A15S này các bác này Đấy bán cho tất cả các bác máy là máy hai sim nhá máy mới 100 phần trăm nhá các bác chỉ cần nhìn cái hình thức này cấu hình và ram và bộ nhớ và cái đồng tiền thôi chứ còn máy nó là máy mới nó không có cái chỗ nào là xước hay là móp méo cả các bác yên tâm 2 triệu trăm nghìn thôi cái máy này a 15s tôi bốc được con nào thì tôi sẽ giới thiệu con đấy chứ bây giờ không chờ được lần lượt thì giá thấp giá cao lần lượt không chờ được đâu các bác các bác cố gắng chờ một tí này a 96 Đấy, sót lại à, hiện tại là qua Tết rồi chưa lấy được hàng, hiện tại thì còn đúng một con này nữa thôi. Màn hình 6,6 inch. Đấy, RAM 8 cộng 4 thành ra 12 nhá. Bộ nhớ của nó là 256 GB, máy mới 4 triệu 150 000 pin 5 000 Đây. Máy vuông nhá, máy có hình thức là vuông. Đấy. Máy mới nhá, máy mới 100% luôn tôi mà nói máy mới mà các bạn nhận là máy cũ thì các bạn đừng có nhận máy thế thôi thì tôi cũng không có ngu hay là như thế nào để tôi đi lừa các bác rồi các bác không nhận máy nếu mà tôi lừa các bác thì các bác hỏi đặt cọc thì mới gọi là tôi lừa còn đây mà tôi không cần cọc mà kiểm tra hàng rồi thanh toán đây ạ nha a96 nhá đấy 256 gb 8 cộng 4 thì ra 12 nhá phiên bản Android 12 chấm máy đều là hai sim và hai sóng các bác nhá máy mới nguyên hộp luôn Đây. Chứng minh cho tất cả các bác hiện tại là 12 giờ đêm. 00 giờ 05 nhá, em phải làm video, tuy nhiên là cái chất lượng video nó hơi kém và em sẽ chứng minh được một ngày em bán bao nhiêu đơn. Đấy gọi là ngày hôm qua. Đấy, để cho tất cả các bác à, xem cái sự uy tín của tôi nó có cao hay không, nhưng mà nhiều người cứ nói là tôi lừa. Nhiều người thì cũng không không thể nói gì. Đấy. Đây này, đây đây là không phải là chụp màn hình này chụp ở đâu ra nhá, ứng dụng luôn đấy nhá. Tôi bán hàng qua cái ứng dụng này Đấy Tổng hôm nay là 168 đơn Tổng đơn hàng 168 đơn nhá Tổng tiền thu hộ Có nghĩa là thu về cho tôi 324.279.000 Tổng tiền cước là 3.773.002 đồng Đấy Thì các bạn tính xem nó có đúng không Đây là nó duyệt đây là nó qua 12 giờ đêm mà nó duyệt rồi nhá. Nó duyệt không là nó lên tấn 70 80 đơn đấy đây này. Đấy, tiền thu hộ về là 145 triệu. 472 nghìn tổng tiền phí của nó là đi 1 triệu 750 000 đúng không Đây là cái việc mà nói nói bằng rõ và nói luôn nói, nói đúng chính xác luôn chứ không có phải nói là như kiểu người ta là bốc phét hay là lừa nhau cả đấy Đây là em vừa nói vừa bán hàng vừa quảng cáo xem nó có đúng thực tế là như vậy hay không đấy ví dụ như cái sản phẩm này em bán có hơn một triệu em bán có hơn một triệu thôi em có rất là nhiều nhá nhiều dòng nhá các bác cứ từ từ khác đến lượt và tôi khắc quay từng chi tiết từng cái sản phẩm một bây giờ để nói một phát để quay hết thì không kịp được anh em ạ Ủa, con này chưa bật nguồn à? chưa bật nguồn rồi đây là hai cái sản phẩm này đây là con không có có ốp thì nhìn nó xấu hơn không phải xấu hơn nó mờ đi Đấy. đây là hai cái sản phẩm này nhá nó là một dòng máy Y93 Máy mới nhưng mà không có hộp Tại sao lại không có hộp Tôi mà lấy thêm hộp nữa thì lại mất thành 80 000 nữa Thế Thôi trừ một cái hộp cho họ đi Họ buôn kiểu gì thì buôn Còn mình bán thì mình chỉ lấy cái máy bán được Nếu mà nó đắt hơn thì mình sẽ phải lấy Mình sẽ phải lấy lấy lấy, lấy hộp Đúng không? Còn rẻ quá thì không bó Bởi vì mang ra thì tất nhiên là mình bán đắt Thì nó phải theo thị trường Còn tuy nhiên thì để bán cho tất cả các bác Thì nó hơi đắt Đấy, nên em phải cân đối từng mấy chục một thật sự luôn một cái máy này thì không được bao nhiêu căng được trăm nghìn thôi anh em ạ i93 nhá ram 6 128g màn hình 6,4 inch nhá pin 4500 1 triệu 500 nghìn 1 triệu 500 nghìn có hai màu như này nha i93 1 triệu 500 nghìn máy mới không hộp vẫn đủ phụ kiện sạc tai nghe đầy đủ cho tất cả anh em hết đầy đủ cất tất cả nha nhá full phụ kiện luôn chỉ có thiếu hộp thôi anh em ạ em cũng đã nói cho các bác rồi nếu các bác lấy hộp thì các bác cộng thêm 80.000 vào đấy ram 6 128 g đúng không pin 4500 màn hình 6,4 inch ram 6 128 g bán 1 triệu 500 nghìn 1 triệu 500 nha i93 nha 1 triệu 500 và giới thiệu cho tất cả các bác những cái sản phẩm này nữa này em bốc được đâu để em giới thiệu đấy chứ bây giờ không chờ được à không chờ được lần lượt em có màu đỏ này và màu xanh đậm và màu xanh đậm như thế này nó gần như màu nó như nhau Oppo A3s màn hình 6,3 pin 4500 nha pin 4500 em bán tất cả các bác là 1 triệu 450.000 thì các bác chờ cái con này 1 triệu 2 từ từ nha để cho nói sau nha 1 triệu 450.000 A3s RAM 6 128GB Đây này RAM 6 và 128GB Máy mới, máy 2 SIM 26 các bác nhá Máy mới, máy mới 100%, 100. Pin 4500 Màn hình 6.3 inch Đấy, bán cho tất cả các bác chỉ có 1 triệu 450 000 thôi Oppo A3S nha Tại sao con này nó rẻ hơn có 1 triệu 2 000? Thì nguyên nhân và lý do gì Con này có RAM 464 RAM 4 và 64GB thôi Thì nó giảm tiền là đúng Giảm 250.000 Nếu mà con này là con 32GB Nó tầm 1 triệu Chứ còn nếu mà 16GB nó lại tầm khoảng độ 8-900 thôi Em cũng đang nói rõ cho tất cả các bác Những từng sản phẩm và từng chi tiết rồi Lý do và nguyên nhân có con đắt con rẻ là nó như vậy Nó ăn nhau ở cái điểm này A3S nhé 1 triệu 450.000 1 triệu 450.000 A3S em có từ Oppo, Redmi, Vivo, Samsung. Đấy, như cái con này có 1 triệu 050 nghìn, nó là 32 g Cũng là A3F. 1 triệu 050 nghìn thôi. Đấy. Em nói bằng thật mà nói kiểu mình bán thì mình phải bán nhiều, thế này mình phải bán đúng thì mới bán được. Chứ bán vớ vẩn thì không bán được đâu. Đấy, tất nhiên là có bạn người bảo kêu đắt, có người bảo kêu rẻ. Nhưng mà tôi cũng không nói là tôi bán rẻ nhất. Nhưng mà tôi phải được lời tôi mới bán. Đấy, còn nếu mà các bác bảo là tôi bán đắt hơn ấy, thì các bác cứ đi hỏi hết rồi các bác mua với tôi chứ cần gì chúng ta phải cứ vòng vo vò ở đây qua cái mạng bàn phím ở đây làm gì cứ đi hỏi rồi mua tiếp đấy cảm thấy mua được thì mua không mua được thôi chứ có ai cấm ai cả không ai bắt ai cả đúng không đây là những cái sản phẩm T-Cell nhá T-Cell đấy T-Cell như kiểu tivi ấy trước kia nó có những cái dòng tivi này từ thời cổ xưa rồi bây giờ nó lại chuyển thành điện thoại con này là T-Cell này là T-Cell 406S nhá 406S t -cell tình trạng là máy mới màn hình 6,7 inch RAM 4 cộng 4 bộ nhớ 64GB à, máy mới nhá pin 5000 bán có 3 triệu 100.000 thôi 3 triệu 100.000 máy mới nguyên hộp như thế này luôn à, nguyên hộp nguyên siêu như thế này cho các bạn chỉ cần bóc ra và tôi kích hoạt lên không kích hoạt thì có con này nó hết pin thật à, bởi vì người ta cũng để hàng lúc cả, cả năm trời người ta chưa có ai bóc đâu Đấy, nó bỏ ra nhưng không ai bóc nên là con là để cả năm trời thì kể cả người ta tắt nguồn nó cũng hết pin Đấy, khi mà gửi cho các bác là máy chết thì các bác không lấy nó là như vậy đấy 3 triệu 100.000 đây nha đi sao 406s nhá đi sao mình cứ nói đi sao chứ còn về tcl thì nó khó lắm đi sao tên của nó cũng là như vậy mà đi sao luôn đây này 406s 3 triệu 100 h 000 thôi 3 triệu 100.000 dành cho tất cả anh em không cần cọc kiểm hàng rồi thanh toán Nếu mà các bác muốn sử dụng những cái chiếc điện thoại mà chơi game cực tốt pin cực cao thì em giới thiệu tiếp cho tất cả các bác này đây là gọi là Techno Pova Neo 3 đấy lòng hoàng lắm các bạn không biết thì cứ gọi là Pova cho nó nhanh đi Pova Neo 3, Neo 3. con này ấy, là màn hình 6.9 nha màn hình 6.9 RAM 8 5 thành ra 13 bộ nhớ của nó là 128 g pin con này là 7000 Đấy, em bán với giá 5 triệu máy nguyên hộp con này nó còn kèm theo cả cái thẻ chơi game đấy. hình như là nó còn kèm được có thật đấy không phải là hình như đâu nó có cả cái thẻ chơi game trong này hết đây này đấy, bây giờ bóc ra xong là cái hộp này nó làm lòng hoàng lắm Đi dối hết tôi bỏ đây đấy. nó như thế nào thì em bán các bác đấy thôi đây đấy thông số của nó ở đây hết màn hình 6,9 inch nhá máy mới 100% bán 5 triệu con này 5 triệu đấy không phải không phải đơn giản đâu. Cũng không phải là không gọi là quá đắt nhưng mà nói chung là cái tầm để kể cả các bạn đi mua một cái con Samsung hay là như thế nào mà con M51, M31 ấy cũng có 5 6 triệu rồi, thật sự luôn cũng là pin bảy Đấy, những cái dòng này mà nó to thế này mà sử dụng để áp dụng chơi game các thứ dùng 30 ngày nếu lỗi đổi đây này. Từ cái hình nền nó cho các bác là nhìn thấy cái hình game này. Đấy, những cái sản phẩm này chúng ta khỏi bàn về những cái chất lượng hay là những cái Uh, pin anh em yên tâm đúng chính hãng luôn nha các bác nha po, Pova neo 3 5 triệu pin 7.000 quá đẹp đúng không tiếp theo bán cho tất cả các bác những cái sản phẩm tiếp theo này rất mi 13 triệu9000.000 thì nhiều người không mua Đấy nhưng mà ai mà đã sử dụng cái con mi 10 này 5G thì chúng ta mới biết được cái giá trị của nó như thế nào đấy, đây là gọi là Redmi 10 màn hình 6.5 inch RAM 4 nhưng nó chỉ có 64GB nó không khác gì những cái sản phẩm như thế này đấy những cái độ chất của nó tất nhiên là tiền nào của nấy thôi chứ không phải nói là cái con nào tại sao con này xấu hơn con kia mà tôi vẫn muốn bán đắt hơn cái con đẹp hơn đấy, nên là thị trường mà mỗi người thích một mẫu mỗi người thích một kiểu 3.900.000 pin 5.000 nha các bác nha Redmi 10 nha 64GB Và đây là những cái sản phẩm Geno 2Z này. Con này là cái cam của nó thụt thò nha các bác nha. Đấy, cam này thụt thò này. Ok chưa? Đấy, cam thụt thò nha. Cực nét luôn. Tất cả các sản phẩm bên em đều là bán những cái dòng da mà bộ nhớ cao. Tại sao là như vậy? Nên là nó bán rất là chạy. Đấy. anh em gọi trực tiếp kết bạn Zalo nếu có không biết và không nắm được cái thông số, gọi trực tiếp không được thì chúng ta kết bạn Zalo và nhắn tin Zalo thường hay là nhắn tin Zalo hay là gọi Zalo hay là nhắn tin thường các thứ đấy. đấy. Bởi vì đôi lúc là các bạn gọi nó trùng nhau anh em ạ, nó trùng nhau. Nên là các bạn không gọi được. Thế nhiều người cứ bảo là em gọi anh từ hôm qua thuê bao thôi. Đấy. Các bạn biết một ngày tôi bán cái số lượng gần một gần 170 đơn. Thì các bác biết là thu nhập của tôi bao nhiêu tiền một ngày tôi bỏ ra bao nhiêu trăm triệu đấy các bác cũng biết đấy chỉ cần nói như vậy thôi chứ nói nhiều quá thì các bác lại bảo khoe nhưng mà em đã chứng minh và thực tế cho tất cả mọi người rồi ram 8 256 nhé Geno 2Z nhé Geno 2Z nhé đấy màn hình 6 5 ram 8 256 g em bán được tất cả các bác với giá chỉ có 3 triệu 150 nghìn Geno 2Z pin 5 nghìn 3 triệu 150 nghìn miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán không cần cọc một xu nào. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người với cái dòng à, Oppo A5s. Đấy những cái sản phẩm nào thì nói chung là nó cũng bán khá là chạy thôi. Bán cho tất cả mọi người là cái những cái sản phẩm là đều là máy mới nhé. À, con nào mà cũ thì em bảo cũ, con nào mới em bảo mới, con này là máy mới này. Màn hình 6,4 inch, pin 4500, các bác nhá, 1 triệu 650 nghìn Con này được sử hữu một cái chiếc điện thoại màn hình 6.4 RAM 6 và 128GB Các bác bỏ một số tiền ra chỉ có 1 triệu 650 nghìn thôi Pin 4.500, máy mới 100% Đấy, Có màu vàng và màu xanh, màu hồng và màu vàng cát nhá Đây này, RAM 6, 128GB này Đấy. Bán tất cả các bác 1 triệu 650 nghìn A5S Nhớ tên thì chúng ta mới Mới đặt được hàng Đây là cái sản phẩm Vivo nhá Vivo i20s Vivo i20s Màn hình 6.5 RAM 8 Và 256GB Bán cho tất cả mọi người với giá Chỉ có 2 triệu 550 nghìn Pin 5 nghìn nhá, 2 triệu 550 nghìn Pin 5 nghìn miễn phí ship máy mới 100% được kiểm hàng rồi thanh toán nếu các bác muốn ưng và chuộng những cái con máy uh, Vivo này thì chúng ta có có thể là sử dụng những cái sản phẩm này cũng khá là tương đối Nói chung là con nào cũng được thôi tùy mỗi người có một kiểu mắt nhìn khác nhau và người ta dùng những cái sản phẩm nào quen rồi người ta hay dùng cái sản phẩm đấy đây này i20s nha các bác nhá ram 8 này 256 ghi này Đấy. không cọc kiểm hàng rồi thanh toán 2 triệu 500 máy mới nguyên hộp luôn em nói máy mới mà gửi cho các bác máy cũ thì các bác đừng có nhận bởi vì các bác đã bỏ ra đồng nào đâu đúng không đây có một cái con này A55S con này nó không chống nước đâu nhá con này nó không chống nước nó là hàng A55S thì con này nó 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 gần như con giống con này Đấy, nhưng mà nó thiết kế cái bát cam nó khác con này thì là tại sao có 1 triệu 9 Máy cũ nhá anh em nhá Máy con này 1 triệu 900 nghìn thôi Pin 5 nghìn Đấy. Em ghi rõ là tình trạng được 75% Có nghĩa là hình thức ngoài nó hơi xấu Hơi xấu là do là cái máy là mua ở đây đi nhá Con này là mua ở nhà tôi đi Đấy Mua ở nhà tôi là 2 triệu 950 nghìn Đi nhưng mà người ta lại về đổi cái con Cũng là Oppo nhưng mà đời cao hơn Đấy. Đổi cái con A2M ấy Đấy thì tôi lại để lại con này bán lại cho tất cả các bác con này nó chỉ mang đi dùng đúng một tháng thôi Đấy, nó không lỗi đâu nhưng mà nó bảo đổi thì nó bù thêm tiền Đấy. RAM 8 và 256 gb nhé A55S 1 triệu 900 nghìn thôi Đấy, nó chỉ xước mỗi mặt sau một tí này pin 5 000 Đấy. Đây này. tên này RAM này bộ nhớ này Đấy, có sẵn ở đây là RAM 8 này phiên bản Android 12 chấm các bác nhé à, cường lực nó dán còn chưa chưa bị sao nè có chỗ móng tay của tôi vớt vớt nó, nó bị nứt một tí nhưng mà đấy là cường lực thôi em sẽ bỏ ra em sẽ lắp một cái cường lực mới cho các bác là nó cũng hết sạch đấy máy này thì nó hơi sước nhiều nè thanh niên dùng nó đâu có dùng ốp đâu cho ốp nó chả dùng sước mặt sau nhiều nha con này phải giới thiệu chi tiết nói chung là máy cũ nhá sước rất là nhiều đằng sau này đấy nhưng mà dùng con này nó dùng được hơn một tháng tí thôi đấy máy cực kỳ là ok nó dùng hơn một tháng chẳng qua là người ta nó không thích thì người ta đổi thêm những con đắt tiền hơn thôi tất nhiên là con đắt hơn thì nó sẽ nhạy hơn và nó đẹp hơn a 55s cũ 1 triệu 900 nghìn dành cho tất cả các bác nào đặt hàng gọi ngay trực tiếp cho tôi chỗ này không cần cọc kiểm hàng rồi thanh toán em đã nói rõ những cái vấn đề mà nó chỗ nào nó xấu em nói hết rồi nhá nói chung là mặt lưng hơi xấu Đấy. còn tất cả mọi chức năng thì nó dùng của tôi có một tháng thì không vấn đề gì cả Đấy. các bạn thấy không? những cái dòng sản phẩm này đều là những cái sản phẩm từ tay chúng tôi ra hết 1 triệu 900 nghìn Và đây em giới thiệu tất cả các bác những cái sản phẩm này nữa này Xót lại một con thôi Đúng một con thôi nhá Xót lại đúng một con A32 à, Xót lại một con A32 máy mới nhá Máy 99% coi như là máy mới rồi Đây này Dây bóng tem siêu vẫn còn nguyên này Đấy, à, Mặt trước mặt sau có hết nhá Đây này vẫn còn dính nguyên nhá có hết có đủ hết nha con này Samsung A32 RAM 6 128GB màn hình 6.5 inch máy này là máy 99% hiện tại là không có ốp nhà, ốp thì đơn giản thôi các bác đi các bác đặt mạng cũng được đặt đâu cũng được chẳng qua nhà mình không có bởi vì mình không buôn ốp buôn thì, thì người thích màu đỏ người thích màu đen người thích tai mèo tai chuột các thứ đủ thế loại nên là trước cũng làm rồi từ đến giờ tôi không không có thời gian đâu mà đi tìm cái ốp cho các bạn nữa đúng không không phải là không yêu khách hay là không chiều khách Do số lượng của tôi một ngày hàng 200 đơn thì các bác biết là hàng mấy nghìn cuộc gọi đấy, Người thì bảo lỗi nọ lỗi kia Người thì bảo là ốp nọ ốp kia màu không đúng Ủa, Thôi tôi nhất bán cái nào có như thế nào bán cái đấy nha. Mong tất cả mọi người thông cảm Chứ không phải là tôi làm khó tính thì tôi khó tính với khách hàng đâu 3 triệu 200 nghìn thôi A32 nhá Samsung A32 RAM 6 128 nha. Đấy, Máy 99% Pin 5 000 đây này chăm sóc thiết bị nó nháy này là không phải là màn hình nó nháy đâu do là cái độ sáng không tương ứng với cái máy quay thì nên là nó sẽ bị nháy thôi Kể cả các bạn bây giờ bỏ cái điện thoại của các bạn ra quay tivi xem nó nháy mà con con này là 128 000 này ram 6 này chúng ta cùng kiểm tra thông tin và pin của nó này pin con này 5.000 nhá các bạn nhá pin Đấy, em bảo máy 99 là 99 chứ bây giờ em bảo máy mới vẫn là máy mới mà Thật sự luôn bây giờ em mà mua Em mà bán cho các bác mà máy mới con này nó là gần 5 triệu cả. Đấy không tin các bạn cứ đi hỏi hết thế giới di động xem đúng không à, Nhưng mà mình bán hàng mình bán bằng thật Kiếm tiền từ các bác một 1 200 thật nhưng mà mình phải nói đúng Thì có mấy con người mua thì Ông cứ lừa một được một lần thôi là người ta bình luận chửi như chó 3 triệu 200 nghìn Samsung A32 nhá Nói chung là máy thì có rất là nhiều để mà quay qua thôi chỉ cần quay với RAM và bộ nhớ thôi thì cũng đã mất rất là nhiều thời gian chứ mà để mà quay chi tiết từng sản phẩm thì không quay hết được còn em nói được thì em sẽ làm được để cho anh em chứng minh Đấy. con này thì dùng rất là đẹp nha con này pin 5.000 em bán 2 triệu 350.000 tại sao con này nó chỉ có 32 gb thôi anh em ạ à? 32 gb thôi người già các kiểu dùng khá là ok máy máy mới luôn máy như máy mới luôn thì vẫn là máy 99 phần trăm như cái máy lúc nãy 32 g thôi nhá Samsung A21s Đấy. 2 triệu 350 000 2 triệu 350 000 32 g Nói chung là người già các kiểu dùng cái này thì mình không chụp ảnh quay phim quá nhiều ấy thì dùng những cái này thì nó sẽ tại sao pin nó được lâu không phải sạc nhiều đấy còn nếu mà ví dụ như chúng ta mà đi quay phim hay là con gái con trai đi chụp ảnh đi du lịch các thứ thì chúng ta cũng không nên sử dụng những cái sản phẩm RAM thấp thế này bộ nhớ nó thấp dùng nó không lưu trữ được video nhiều còn hình ảnh thì những con này cái lưu chán nó không hết nhá 32 gb 2 triệu 300 năm. Samsung A21s nha nhớ tên này. pin con này 5.000 đấy các bạn còn đây là những cái sản phẩm mà 64 gb 2 triệu 250.000 Samsung Galaxy A50s 64GB màn hình 6,5 inch RAM 4 64GB nhá pin 4.000 2 triệu 250.000 2 triệu 250.000 máy cũng là máy 99% hết Đây pin con này chỉ có 4.000 thôi 614GB các bác nhá máy bảo là máy như thế này là nó không có hề mà có một vết xước nào đâu nếu mà có xước ở đâu thì các bác đừng có nhận nói được phải làm được chứ còn bây giờ mà quay chi tiết quá thì bác thì đang thích cái này nhưng mà người ta đâu có thích cái này người những người ta chờ cái video nó lâu nên là giới thiệu qua qua thôi còn nếu mà nắm thêm thông tin thì gọi trực tiếp hay là các bạn nghe zalo số này bởi vì em cho tất cả các bác không cọc kiểm hàng rồi thanh toán em phải nói đúng thì các bác mới lấy còn bây giờ em mà nói không đúng thì các bác không có gì lấy đâu đúng không mình bán thì mình cũng phải lấy bằng lấy tiền từ tất cả mọi người thật nhưng mà cũng phải cho nó rõ ràng bán hàng thì không phải bán một ngày đúng không à, các bác ủng hộ tôi thì rất là nhiều tôi cũng không ủng hộ được các bác cái gì tuy nhiên thì cũng cố gắng san sẻ những cái giá trị nó hợp lý nhất bán cho tất cả mọi người thôi Đấy, không ok không chuẩn mà không chính xác thì làm sao mà có đến được ngày hôm nay hàng mấy chục nghìn người một ngày hàng mấy trăm đơn điện thoại mấy trăm đơn bỏ ra nửa tỷ một ngày nhá một tháng các bác nhân đi 10 ngày mất bao nhiêu tỷ mà một tháng 30 ngày thì mất bao nhiêu tiền thì các bác cũng biết rồi đấy 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 là cái việc mà nói cho các bác vui cũng thế mà nói thật là nó cũng đúng như vậy chứ không phải là đấy các bạn thấy không? người ta đăng người ta chỉ ba bốn con trong rổ người ta quay thôi chứ còn tôi tôi bán hàng mấy thùng hàng hàng, hàng kho cái chứ không phải là bán kiểu một hai con đấy còn nhiều người thì ghét nhau bắt đầu là chửi tôi là lừa đảo nọ lừa đảo kia thì lúc cũng mệt lắm mà. đây này con này là iPhone 6S Plus 64GB nhá. 6S Plus 64GB thì con này với cái giá trị của nó là 2 triệu 500 Pin 100% vẫn đầy đủ vân tay các kiểu đầy đủ hết nhá. Đây em sẽ kiểm tra tất cả các bác 64GB nhá đây này Và tiếp theo là tên máy này Đấy 15,8 Giới thiệu Vừa giới thiệu xong rồi đúng không Đây vân tay mật khẩu vân tay này Chúng ta cầm vào đây có vân tay chưa Đấy chưa Ok nhá Tiếp theo pin của nó này Pin con này nó được bao nhiêu thì tôi đã ghi rõ ngoài này 100% này Đấy, pin 100% Em bán tất cả các bác là 2 triệu 500 64 ghi Máy cũ 99% Máy hình như là không còn vết xước nào luôn Màn hình 6,5 inch đây này Màn hình 6,5, 6,7 inch Đấy, Nó gọi là máy cũ thì nó không có Một cái vết xước nào là chúng ta gọi là Khá là yên, yên, tâm rồi, còn vân tay các kiểu thì Đó, đã như vậy được gọi là tương đối đấy tuy nhiên thì có một số bạn nói một cái vấn đề là có người thì bảo là có người người ta có bán có hơn một triệu mà mày bán tận hơn hai triệu thì đúng thôi tiền nào của nấy các bác nhá thứ nhất các bác phải biết được là pin của nó là bao nhiêu ví dụ người ta chỉ có pin 60 phần trăm hay là vỏ của nó cũng xấu hay là người ta đã thay phím chưa hay là màn hình có gì không đấy, cái này iPhone thì nó có nhiều cái để tả lắm anh em ạ kể cả iPhone 5 bây giờ còn có con nó rơi đến tận 1 triệu 8 đến 2 triệu một con chứ đừng có nói là iPhone 6s Plus nha iPhone 5 BT tí như thế này, này đấy Zin 100% tôi cũng đã thấy một con tôi mua người ta không bán bảo thế cho mày 2 triệu hơn 2 triệu mà có bán nào mà không bán con máy đấy tôi từ 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 tôi bán hàng năm nay gọi là năm ngoái đi một năm ngoái cuối năm ngoái ấy, tôi mới tìm được một cái con máy như thế mà không không ai bán cho tôi thằng đấy cầm một con đúng phải nó là Zin luôn đấy từ ốc các thứ nhìn nó biết mà người ta vặn hay không để chúng ta biết ở cái ốc này Đấy, tất nhiên người ta ăn vặn thì nó phải có ốc tu viết các thứ như các bạn nhìn này đấy, các bạn khắc tự nhìn cũng biết mà cần gì mà tôi phải nhìn đâu vì cái ốc này nó rất là mỏng và nó sáu cạnh nên chúng ta vặn là kiểu gì nó chết chết máy mà thay vỏ này thay thay vỏ và sửa chữa nhiều ấy, thì nó hay hao pin và nóng máy đấy là cái việc mà chính xác thôi đấy, màn hình của tôi đây có phải là màn lô hay không quá zin đúng không Thế nếu con này nó mà giảm mất vân tay đi nó chỉ còn 2 triệu thôi pin nó thấp đi một tí nữa thì còn còn triệu sáu triệu bảy mà vỏ nó xấu nữa thì nó lại nữa còn nếu mà màn hình nó lại màn lô nữa chắc con này nó phải triệu mốt triệu hai cho anh em ạ à. nó là như vậy nhưng mà em bán hơn hai triệu là nó đúng thôi Đấy. bởi vì em nhập cũng đắt thì em phải bán đắt nhập rẻ em bán rẻ nha anh em nha hai triệu năm trăm ai ưng thì có thể ủng hộ bởi vì kể cả không ưng thì những chắc chắn nó sẽ không ế đâu em bán nó không ế đâu như con này 16 g bán một triệu tư này iphone 6 plus này 16 g 16 g trong còn vân tay chủ yếu là cái vân tay ấy nhiều người tất cả đều không có ai cả nhá mất vân tay nha các bác nhá đấy mất vân tay một triệu 400 trăm nghìn 16GB thông tin pin bao nhiêu phần trăm phần pin coi như là pin con này là cũng thay rồi mà nút phím hôm này thay rồi nhá chắc chắn là thay thì nó mới không có vân tay chứ không thay nó vẫn phải còn Ôi, mệt nhỉ anh em ạ à, bây giờ em lại quay chi tiết cho tất cả các bác một số cái dòng sản phẩm nữa à, cũng điện thoại thì có rất là nhiều tuy nhiên này đây à, nhiều người cứ bảo này tôi cho các bạn xem bình luận này anh một ngày trước nhá Người ta nói ông này lừa đảo, nhưng tôi mua chương trình khuyến mãi giảm giá, tôi có chuyển tiền cọc mà không thấy bị lừa mà chỉ thấy nhận được máy thôi, toàn thằng phá đám. Đấy, đấy là những người ta này đấy, nhiều người xã hội mà, nhưng mà tôi đã từng mua shop này shop rồi, shop này rồi, quá uy tín này. Đấy, chỉ có người ta nói nhiều quá này. Vui lòng gửi ốp lưng Vivo cho tôi đúng này có nghĩa là bị à, lấy nhầm ốp có những bạn không có nhu cầu dùng bàn phím thì shop lên xoa cái gì đấy, đấy. Đôi, 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 nhiều người người bảo đắt quá người thì bảo là thích thật đến này đấy, shop uy tín đấy đa số tỷ lệ là một trăm con nghìn người thì có một thằng cũng có một con sâu thôi chứ còn không bao giờ không bao giờ là là là, là tất cả người ta nói mình được nên là đây anh em xem này đấy bao nhiêu người xem này hai mươi năm bốn bảy nghìn người đăng ký kênh đúng không và một ngày đăng video nó lên được mạnh ở mức độ nào 19 chín này một cái video này lên tận 19 chín nghìn trong một ngày nhé mùng tám tháng ba đấy đấy là nói rõ thôi chứ không phải là nói nôm na hay là nói cái gì cả nói bằng thực tế còn điện thoại thì hình như là bên em thì không thiếu đâu anh em ạ đây là bây giờ chúng ta còn giới thiệu đây này chỉ có được có vài con này từ đây ra đây thôi nha mấy cái cây kia chưa giới thiệu này đây là những cái chỗ từ cái chỗ cái cái số điện thoại chưa giới thiệu này đấy đây là, đến mấy cái cây lẻ lẻ này thôi và hai cây kia còn rất là nhiều nữa chưa giới thiệu hết được nên là mong sao anh em phải hiểu vấn đề là chúng ta phải đăng ký kênh muốn xem thêm thì chúng ta mới 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 xem được chứ còn bây giờ một cái video mà tôi mà quay hết cả nhà tôi này nó phải mất khoảng hai ngày một cái video dài khoảng độ hai ngày thì chưa chắc quay ra xong được a 92 những hàng hơi cháy hàng một tí những cái sản phẩm bán cực chạy này a 92 ram 8 256 g màn hình 6,5 2 triệu 950.000 pin 5.000 các bác nhá máy mới 100 phần trăm nguyên hộp luôn các bạn anh em đừng quên đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ ngay video cho tất cả bạn bè hàng xóm hay là bất cứ một ai để chúng ta nhận được cái chiếc điện thoại từ bên tôi có cái giá hợp lý nhất. À, bên em thì bán giá thì hình như là rẻ nhất rồi. Còn tất nhiên những cái người phá đám hay là những người nói người ta nói thế nào nói. <laughs> Còn một số bạn ấy thì nói vấn đề như thế này. Thứ nhất là người ta cứ đi đàm phán là tại sao nhà kia bán với nhà này là nó quá đắt. Đúng không? Các bạn phải biết là hàng sách tay hay là hàng độ vỏ hay là hàng như thế nào tất nhiên thì trên mạng thì bạn đã đặt cọc cho người ta ta gửi cho bạn một chiếc máy là người ta không lừa đảo bạn rồi đúng không Đấy, nhưng mà người ta làm ăn là làm ăn như vậy tôi một ngày mà tôi bán 180 đơn 160 đơn nhá mỗi người tôi cho anh em 200.000 thôi 10 người 2 triệu đúng không mà trăm người thì 20 triệu phải không ạ mà tôi chỉ cần 160 đơn thì tôi lừa được khoảng uh, độ 30 triệu trên một ngày thì các bác bảo tôi chỉ làm một tháng thôi lừa được một tỷ rồi đấy tại sao nhiều thằng thanh niên nhỏ nhỏ con này, có ô tô có máy bay lái nó là như vậy đấy anh em ạ chứ không phải là tiền từ đâu mà ra đâu đấy là phân biệt và nói rõ cho tất cả anh em ở đây tôi cũng đã các chương trình ở trên mạng tôi biết một phần bởi vì mười mấy năm bán hàng và tôi online nữa tôi biết mà đấy cho nên tôi thì tôi bán thực tế tuy nó kiếm lâu dài hơn nó sẽ vất vả hơn nhưng mà nó nó lâu bền hơn bền hơn anh em ạ đấy nó như vậy Đấy, đây ai cũng ủng hộ mình rất là nhiều cái ông cái lừa mỗi thằng 200 200 10 người 2 triệu thật luôn cái này là thật luôn 10 người là hai triệu nha nếu mà ví dụ như mà tôi mà một một ngày 150 đơn trả lừa được 30 triệu một ngày mà tôi chỉ cần tranh thủ bàn phím bấm phím một tí để lừa đủ mọi cách thì kiểu gì trả được một tháng làm một tỷ là chuyện bình thường đấy đó là không phải dạy các bạn để đi lừa ai nhưng mà thời buổi bây giờ không bao giờ lừa được nữa đúng không đây là A92 nhé, 2 triệu 950.000, pin 5.000, RAM 8, 256GB, màn hình 6.5 inch các bác nhé. A56 này, A56 em bán tất cả các bác với giá là 2 triệu 750.000, pin 5.000, màn hình 6.5, RAM 8 và 256GB, máy mới nguyên hộp 100%. nhá Máy mới nguyên hộp 100% em cũng chỉ làm video đến tầm 40 phút đổ lại thôi chứ còn làm dài quá đăng rất là lâu nên là mong mọi người chia sẻ cái video này để người ta hàng xóm bạn bè hay là chúng ta chỉ đăng ký kênh và chia sẻ để tham khảo tất cả các sản phẩm thôi chứ chúng ta không cần mua đúng không đây này Đấy. Ram 8256 bán 2750 nhá anh em nhá đây là cái sản phẩm A57 này A57 này cực kỳ là rẻ này rẻ nhưng mà nó nó có cái này A57 em bán có 2 triệu 500 Tại sao nó rẻ như vậy? Máy vuông nhá, máy mới 100% luôn. Nói sai các bác đừng có nhận máy bởi vì các bác không cọc một đồng nào. Thứ nhất là màn hình 6.5, thứ hai pin cũng 5000, thứ ba giá nó 256 g Vậy thì nó rẻ là nó chỉ có giảm 6 và 128 thôi, nó không có 256 như người ta. Đấy, nó rẻ hơn một tí như vậy nha các bác nhá. Đấy 2500 A57 có hai màu, có màu xanh như thế này nữa này. Đấy, màu xanh nhạt hơn, màu màu như kiểu màu đây này. Đây này. Đấy, ôi em cũng mệt quá nói lâu quá cũng mệt, <laughs> khản hết cổ anh em ạ. Chắc là anh em cứ đăng ký kênh và chờ tiếp để uh, chiều hay là tối nay tôi làm tiếp video và tôi gửi lên cho tất cả các bác. Nên là anh em đừng quên đăng ký kênh nhá Đăng ký ngay để chúng ta nhận được cái sản phẩm và cái uh, chương trình khuyến mại với lại bên, này, uh, bên này em nhé. Và chúng ta bán mua bán như thế này là quá là uy tín rồi, không cọc là chúng ta rất là yên tâm, chúng ta không sợ mất tiền nữa chúng ta cứ đi cọc cho người ta là chúng ta sẽ mất tiền đấy thế thôi vì ừ, các bạn cọc tôi một triệu á tôi gửi cho cái gì các bác cũng được đấy đã thống nhất như vậy nó như như thế thôi còn uh, uy tín thì chúng ta cọc mua bán rồi thì chúng ta có thể cọc mà không mua lần nào tốt nhất không cọc nhá còn em bán thế này em bán những cái giá trị từ đúa 5 triệu em còn không phải cọc chứ người ta bán một cái máy nó bán nó chỉ hô bảy trăm trăm nó vẫn bắt các bạn cọc rồi đúng không đấy nó là ăn nhau ở cái điểm đó đấy các bác ạ tôi thì mình nói về xã hội nó nhiều quá nên chúng ta sẽ chuyển sang cái vấn đề tư nhân của tôi tốt nhất là các bác à, cứ đăng ký kênh đi máy thì còn rất là nhiều để giới thiệu hết thì phải làm hai ba video Đấy, bây giờ cái video này hết rồi thì tôi sẽ làm video nữa thì các bác phải đăng ký kênh chia sẻ ngay video lên facebook zalo tiktok các thứ vân vân để chúng ta còn lưu được thì khi mà tôi có cái video mới lên thì tôi lại các bạn đã được xem video thôi